Cha thật là ấn tượng tôi không thể làm được, điều đó là không thể. Làm thế nào tôi có thể nghĩ rằng tôi thậm chí sẽ đủ tốt để làm điều này? Tôi không phải là người bước ra khỏi chân tay thử một cái gì đó mới. Tôi ghét bước ra khỏi vùng an toàn của mình nếu tôi không chuẩn bị. Tôi đã luôn muốn thực hiện nó, nó đã là một ước mơ của tôi nhưng có điều gì đó luôn cản trở. Ngăn cản tôi bước đi đầu tiên tôi chưa sẵn sàng tôi chưa được trang bị và tôi luôn có những việc cần phải hoàn thành trước khi có thể bắt tay vào làm vậy có phải tôi đang bị phân tâm không tại sao mọi người lại quan tâm đến tôi nếu điều đó thật tồi tệ thì sao điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm điều đó và nó trở thành một sự thất vọng lớn và tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi tôi đã làm điều đó hoặc tệ hơn tôi gặp phải những bình luận bảo trợ ít nhất bạn đã cố gắng bạn đã thử có phải là sợ hãi không tôi rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên khuyến khích xác nhận và hỗ trợ vậy tại sao tôi không thực hiện lời khuyên của riêng mình tại sao tôi không thử một lần sự tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì tôi sẽ không chết sẽ không ai biết tôi đã làm gì nếu tôi không nói cho ai biết nó có thể là bí mật của tôi những người duy nhất sẽ biết là những người lạ những người không biết tôi không biết rằng đây là điều mà tôi luôn muốn đạt được trong đời họ sẽ không biết tôi có thể bất an đến mức nào, khó làm sao để cứ làm đi. Ôi chúa ơi, tại sao tôi có nhiều nghi ngờ, tôi sợ hãi điều gì, nó ở đây, nó đang ở đây, di chuyển nó hoặc mất nó, tôi phải mất gì, không, hoàn toàn không có gì. Tôi thích thể hiện sáng tạo và thích làm việc này, nhưng điều gì đang kìm hãm tôi? Không, hoàn toàn không có gì. Ngoại trừ tôi, tôi đang kìm hãm bản thân. Tiếng nói trong đầu tôi là những khối xếp chồng lên nhau để tạo ra bức tường bảo vệ đó. Tôi cần được bảo vệ khỏi điều gì? Sự lo ngại, người ta nói rằng tôi không đủ tốt, rằng tôi không có những gì cần thiết, rằng tôi nên thử một cái gì đó khác. Không còn gì bằng, còn đây là cơ hội để chứng tỏ với bản thân rằng mình sẽ làm được. Tôi có thể cho người khác thấy khả năng của tôi và tiếp thu những lời chỉ trích của họ, dù tốt hay xấu và điều gì là quan trọng để rút kinh nghiệm. Đó không phải là những gì cuộc sống là tất cả, tận dụng cơ hội, tạo nên bước nhảy vọt của niềm tin, bởi vì hãy đối mặt với nó, nếu tôi không tin vào bản thân mình, tại sao tôi phải trông đợi bất kỳ ai khác. Đúng, trà, nó có màu đen và trắng trông đẹp, tôi cần giải phóng bản thân, tôi muốn ngừng ám ảnh về việc đã sẵn sàng chưa, có đúng lúc không, có đủ tài liệu hay không và quan trọng nhất là tôi cần thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu tôi không có những gì cần thiết ngay trong phút này, thì hãy cứ như vậy đó là con đường tôi có thể đi để cuối cùng đến đấy của mình tôi nghĩ tôi có thể tôi nghĩ tôi có thể tôi nghĩ tôi có thể đây sẽ là lần đầu tiên của tôi điều gì đó về điều này đã làm cho nó có vẻ là thời điểm thích hợp mạo hiểm tôi có một cái gì đó bên trong tôi có giá trị tôi học hỏi từ những người khác vì vậy có thể ai đó có thể học hỏi từ tôi có lẽ tôi có thể khuyến khích ai đó làm những gì họ luôn muốn làm tôi có thể truyền cảm hứng cho ai đó nhảy vì nó điều này sẽ không phải là kết thúc trừ khi tôi cho phép nó như vậy tôi làm việc trong một lĩnh vực mà mọi người cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng và thất bại khi họ đến với tôi họ cảm thấy như kết thúc hoặc rất gần với nó và họ tin rằng họ không còn đủ sức để tiếp tục họ được nói rằng sẽ không có ai ở đó vì họ sẽ không có ai tin họ hoặc giúp đỡ họ không ai quan tâm đến họ nhưng tôi thì đập vào đầu họ tôi quan tâm tôi ở đây để lắng nghe và giúp đỡ họ nhiều nhất có thể tôi sẽ có mặt và dành cho họ sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận vì vậy cho đến giờ phút này tôi cảm thấy như thể nếu tôi không làm điều này thì tôi đang trở thành một kẻ đạo đức giả tôi có thể làm điều này tôi sẽ làm việc này không có lý do gì để biến nó thành một ngọn núi khi nó chỉ là một ngọn đồi nhỏ bé không có gì cản đường mình mục đích của tôi không nên là làm cho điều này lớn hơn mà nó nên được thay vào đó ý định của tôi là chỉ đi cho nó thử nó và xem nó sẽ đi đến đâu đẩy mình vào vách đá nhìn qua mép và nhảy tôi hạ cánh ở đâu tôi không biết nhưng sẽ rất phấn khích tôi cảm thấy mình đang mỉm cười bên trong những con bướm bay lượn xung quanh trong bụng và sự lo lắng mà tôi cảm thấy khi tôi không thoải mái lo lắng sợ hãi hoặc vui mừng tột độ tôi đã đi xa đến mức này xa hơn những gì tôi nghĩ khi lần đầu tiên tôi đọc email tôi không chắc điều gì đã thúc đẩy tôi làm điều này ngay bây giờ vào lúc này với lời nhắc này nhưng tôi đã làm được và bạn biết không tôi nghĩ tôi đã làm được bạn biết không tôi nghĩ tôi đã làm tốt hơn không sao tôi đã thử sức và dù thắng hay không tôi biết rằng tôi có thể làm được điều đó miễn là tôi đặt hết tâm trí vào nó và cố gắng hết sức và tạo ra những gì tôi tạo ra vì vậy với tất cả những điều này đã nói và làm qua lại thăng trầm tôi đã làm được tôi thực sự đã viết một cái gì đó mà tôi sẽ tham gia vào một cuộc thi viết một thứ gì đó vừa trào ra khỏi đầu tôi, lên những ngón tay vốt ve các chữ cái trên bàn phím và hiển thị trên màn hình, với màu đen và trắng. Tôi tự hào về chính bản thân mình, tôi chỉ đơn giản là rất vui vì tôi đã làm được điều đó, gần như rất thú vị. Nhưng bây giờ đến phần khó, nộp hay không nộp đó là câu hỏi. Ôi thật là một cô gái ngốc nghếch ngốc nghếch. Well that was dramatic, I can't do it. It's not possible. How could I think that I would even be good enough to do this? I am not someone who steps out on a limb, tries something new. I hate stepping out of my comfort zone if I'm not prepared. I have always wanted to do it, it has been a dream of mine, but something is always getting in the way, stopping me from taking the first step. I'm not ready, I'm not equipped, and I always have things I need to get done before I can even start to do that. So am I just distracted? Why would anyone be interested in me? What if it's awful? What if I do it and it turns out to be this huge disappointment and I feel foolish that I did it or worse? I am met with patronized comments, well at least you tried, you gave it a shot. Is it fear? I am so good at giving advice, offering encouragement, validation, and support. Then why don't I take my own advice? Why don't I just give it a try? What's the worst that can happen? I won't die. No one will know what I did it if I don't tell anyone. It can be my secret. The only people who will know are strangers, people who don't know me, don't know that this is something I have always wanted to accomplish in my life. They won't know how insecure I can be, how it can be hard to just do it. Oh my God. Why do I have so many doubts? What am I so scared of? It's here, it's now. Move it or lose it. What do I have to lose? Nothing. Absolutely nothing. I am expressive, creative, and love doing this, but what is holding me back? Nothing. Absolutely nothing. Except me, I am holding myself back. The voices in my head are stacking blocks to create that wall of protection. What do I need to be protected from? Anxiety. Being told that I am not good enough, that I don't have what it takes, that I should try something else. There is nothing else, there is this, an opportunity to prove to myself that I can do it. I can let others see what I am capable of and take their criticism, whether good or bad and what's important, to learn from it. Isn't that what life is all about? Taking chances, making that leap of faith. Because let's face it, if I don't believe in myself, why should I expect anyone else to? Right, well, it looks good in black and white. I need to free myself. I want to stop obsessing about being ready, whether it is the right time, whether I have the right materials, and most importantly, I need to change my thinking. If I don't have what it takes right this minute, well, so be it. It is a road I can travel on to eventually meet my destination. I think I can, I think I can, I think I can. This will be my first time. Something about this made it seem like the right time. Take the plunge. I have something inside me that is valuable. I learn from others, so maybe someone can learn from me. Perhaps I can encourage someone to do what they have always wanted to do. I could inspire someone to jump for it. This won't be the end unless I allow it to be. I work in a field where people feel scared, hopeless, and defeated. When they come to me, they feel like it is the end or very close to it and they believe that they don't have the strength to keep going. They were told that no one would be there for them, no one will believe them or help them. It is beat into their heads that no one cares about them, but I do. I care. I am here to listen and to help them as much as I can. I will be present and give them the respect that they deserve. So it comes down to this moment that I feel like if I don't do this then I am being a hypocrite. I can do this. I will do this. There is no reason to make this into a mountain when it is just a tiny hill with nothing in my way. My aim should not be to make this bigger that it should be. Instead, my intention is to just go for it, give it a try and see where it goes. Push myself to the cliff, look over the edge and jump. Where do I land? I don't know, but it will be exhilarating. I feel myself smiling inside, the butterflies that flutter around in my stomach, and the anxiousness I feel when I am uncomfortable, worried, scared, or super excited. I have come this far, farther than I thought when I first read the email. I am not sure what pushed me to do this now, at this moment, with this prompt, but I did it, and you know what, I think I did okay. You know what, I think I did better than okay, I gave it a shot, and whether I win or not, I know that I can do it as long as I put my mind to it and give it my best and create what I create. So, with all this said and done, the back and forth, the ups and downs, I did it. I actually wrote something that I am going to enter into a writing contest. Something that just poured out of my head, onto my fingers that stroked the letters of a keyboard and showed up on the screen, in black and white. I am proud of myself. I'm simply delighted that I did it, almost giddy. But now comes the hard part to submit or not submit, that is the question. Oh, what a silly, silly girl I am.